Các em học sinh thân mến, trong tiết lịch sử địa phương hôm nay, cô và các em cùng ngược dòng thời gian trở về với thế kỷ thứ 7 để tìm hiểu về một vị thủ lĩnh người dân tộc Tây vào thời Lý, được triều đình trọng dụng và nhân dân tin tưởng yêu mến. Vậy ông là ai mà được nhân dân mến mộ đến như vậy? Bài học ngày hôm nay, chúng ta cùng đến với Dương Tự Minh và di tích lịch sử đền Đường.